Mưa và gió mạnh ở hầu hết các địa phương trên toàn Hàn Quốc trong đêm ngày 5 tháng 11, rạng sáng ngày 6 tháng 11, khiến những hạt mưa bị gió thổi bay theo chiều ngang, cây cối rung chuyển dữ dội. Các nhân viên cơ quan phòng cháy chữa cháy đã giải cứu những người câu cá bị cô lập do nước mưa dâng cao tại thành phố Incheon và một người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ tại thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Những thiệt hại do cây cối, công trình bị đổ do gió mạnh xảy ra ở nhiều nơi. Cho đến sáng ngày 6 tháng 11, cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết đã triển khai hỗ trợ thoát nước cho 45 nơi và giải quyết an toàn 298 trường hợp thiệt hại do gió mạnh trên toàn quốc. Mưa đã ngừng rơi từ chiều ngày 6 tháng 11 tại hầu hết các tỉnh thành, song dự báo gió sẽ tiếp tục giật mạnh cho đến sáng hôm sau, có lúc vào khoảng 20 mét trên giây. Chính phủ đã ban hành cảnh báo gió mạnh tại nhiều khu vực đất liền trên toàn quốc, cảnh báo sông lớn cho toàn bộ vùng biển người dân phải chú ý kiểm tra tại các cơ sở như nhà kính, băng rôn và cẩn thận an toàn khi làm việc ngoài trời. Sau khi mưa tạnh, khối không khí lạnh tràn vào khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Dự báo, nhiệt độ ở thủ đô Seoul sáng ngày 7 tháng 11 sẽ giảm hơn 10 độ C so với sáng hôm trước, xuống còn 3 độ C. Tại tỉnh Kangwon sẽ có nơi xuống dưới âm độ C. Theo đó, cảnh báo rét đậm đã được đưa ra đối với các khu vực miền núi tỉnh Kangwon, cảnh báo chú ý rét đậm đã được ban hành đối với một số khu vực ở Seoul, phía bắc và phía đông tỉnh Gyeonggi, khu vực Yongso cùng các địa phương phía tây tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Trung Trong.